nhạc sĩ Cố Dũng xúc động theo dõi hai con thể hiện sáng tác của mình. Bảo Yến và hai con trai sẽ góp mặt trong chương trình Tình Hút vượt thời gian vào tháng 1. Tuy không tham gia nhưng nhạc sĩ Cố Dũng cũng có mặt trong chú lắng nghe vợ và các con thể hiện những ca khúc của mình. Sau thay nạn giao thông há nặng, năm 2013 giờ đây sức khỏe của nhạc sĩ Cố Dũng đã tốt hơn xưa rất nhiều. Ông cũng há minh mẫn và đi lại há vững vàng. Để làm cho ba vui, hai cậu con trai Hải Ca và Bảo Châu đã quyết định tham gia chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 1 với sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Dũng mang tên Điệp khúc mùa xuân. Đây là ca khúc được chính nhạc sĩ Quốc Dũng thể hiện đầu tiên và sau đó được vợ của ông ca sĩ Bảo Yến thể hiện khá thành công. Bản thân nhạc sĩ cũng từng chia sẻ ca khúc này không chỉ là sáng tác về mùa xuân nổi tiếng nhất của ông mà còn là bài hát đầu tiên ông sáng tác về mùa xuân khi còn trẻ. Tuy nhiên ca khúc này sẽ được chính con trai của ông Bảo Châu hòa âm mới mẻ. Thay phong cách nhạc dancer. đây nên đầu tiên thể hiện ca khúc của bà mà không đứng cùng mẹ trên sân khấu. Bảo Châu và Hải Ca không giấu được sự hồi hộp. Vì biết con trai ru nên Bảo Yến liên tục đồng viên tinh thần các con trong buổi ghi hình. Chỉ còn từ tay lau mồ hôi đánh phấn cho các con trong hầu trường. Trong khi đó, nhạc sĩ Quốc Dũng ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình nghệ thuật này khiến nhiều người vui lây. Được biết, mới đây, gia đình Bảo Yến, Quốc Dũng vừa chào đón cháu nội đầu lòng, con gái của vợ chồng Hải Ca. Cũng trong chương trình, Bảo Yến sẽ trình bày một ca khúc nổi tiếng không kém của chồng mình là Xuân trên đất khách với chủ đề hạnh phúc đầu xuân. Trình diễn trong sự góp mặt của danh ca Phương Dung Ngọc Sơn. Xuân Tuyền và các ca sĩ Phương Hồng Ngọc, Xuân Phú, Quang Sũng, Long Nhật, Hà Vân, Quang Toàn. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 23 tháng 1 trên kênh VTV9.